Nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng Bậc Bếp nha. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, Nguyên Cút sẽ đãi thì mọi người món ăn rất là đơn giản, rất là tiện lợi và để chúng ta thư giãn khi xem phim nè, đọc sách đọc báo nè, rất là tiện lợi, rất là thơm ngon các bạn nha. Đó là món bắp rang bơ cùng với topping phô mai, rất thơm, rất béo, rất giòn, rất ngon cả nhà nha. Và làm nó đơn giản, có thể có rất nhiều cách như là mì mi ba, mình bỏ lên chảo, mình bỏ lên nồi các bạn đó, hay là bằng lò nướng, lò chiên không dầu, rất là nhiều cách nha. Nhưng mà đây là cách mình là thông dụng nhất, là ở ngoài đang hay dùng đó, là mình sẽ bỏ lên nồi các bạn đó, mình sẽ dùng dầu bơ để mình rang cho nó nổ các bạn nha. Rồi chúng ta bắt đầu làm các bạn nha. Nguyên liệu chúng ta sẽ có là 50-100 gram ngô hạt bắp cho các bạn nha. Rồi mình sẽ có khoảng cỡ 20-30 gram bơ cùng khoảng cỡ 20-30 gram đường các bạn nha, tùy các bạn muốn ngọt hay là nhiều ít, và khoảng cũng 20-30 gram bột phô mai các bạn nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu mình làm cái nước đường trước các bạn nha. Thì mình tỷ lệ nước đường là khoảng là 1-2 đến là 1 đường 2 nước các bạn. Cái hạn mình cho 30 gram đường, mình sẽ cho 60 ml nước vào các bạn nha. Và mình sẽ sơn với khi nó sệt lại, nặng lại. Để lát khi mình rang bắp xong á mưa thì mình sẽ cho cái phần nước đường là mình lắc nữa các bạn nha. Sau khi lắc xong mình sẽ cho phô mai vào là xong các bạn, nó đơn giản nha. Còn nếu bạn nào mà có đường bột á, đường làm bánh á, thì cũng thì mình có thể thay thế cũng được các bạn nha. Có thể dù mình rang bắp xong rang bơ xong á thì mình cho cái mình lắc cái đường bột vào sẽ dính hơn. Cái đường này không buộc phải nấu nước các bạn nha. Tại vì nếu không nấu nước á thì cái đường rất là to, xong dính chặt lên bơ các bạn nha, không tan được. Rồi ok, và khi mà đường nó tan thì bắt đầu mình chuẩn bị chuyển qua làm rang bắp cho các bạn nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi lớn, cái nồi nào mà dày các bạn, inox thì là cái nồi mà chống dính á. Đó, sẽ dày để mình lắc nó đều quá. Đó, và cái nồi phải cao các bạn nha. Đó, để nó nổ bay lên trên đó, thì phải dùng cái nồi này để mình lắc đều, nó sẽ nổ rất là đẹp các bạn. Và sẽ không nguy hiểm các bạn nha. Đó. Rồi thì mình sẽ cho cục bơ vào, mình sẽ cho nó chảy ra. Đó. Đun vô vậy các bạn nha. Thì mình sẽ bật mí các bạn cái cách mà mình sẽ rang cái phần bắp các bạn. Thì mình sẽ đợi cái bơ nó tan hết á, mình sẽ cho 1-2 hạt bắp vào. Thì các bạn lưu ý khi nào mà hạt bắp nó nổ các bạn, thì khi mình để nắp lại nha, mình sẽ nghiên cứu coi nhìn vào trong á, nắp là mình trong suốt các bạn, thấy nó nổ bốc ốc lên á, tức là nhiệt độ đủ rồi các bạn. Thì mình sẽ cho những cái hạt bắp còn lại vào là nó sẽ nổ rất là đẹp các bạn nha. Và sau đó mình sẽ dùng nắm hai cái nồi mình lắc lên cho nó nổ đều hết là xong. Nó đơn giản nha. Cuối cùng thì mình chỉ việc cho đường cùng với phô mai vào là xong các bạn. Đó. Ok, bơ đã tan rồi, bây giờ mình sẽ cho hai hạt bắp vào các bạn nha. Đó, bây giờ mình để đắp lại là mình sẽ đợi bắp nó nổ. Thì mình sẽ cho những hạt bắp còn lại vào các bạn nha. Đó, mình sẽ canh nhiệt độ, các bạn lưu ý nha, mình sẽ nên dùng cái nắp nồi bằng trong suốt các bạn thì mới thấy được. Đó, nếu nồi không các bạn phải nghe tiếng, rất là phức tạp. Nên mình dùng cái nồi nào mà có cái nắp trong suốt các bạn nha, để mình nhìn quan sát. Rồi các bạn quan sát nhìn kỹ nha, đó nổ bốc kìa, các bạn thấy không? Đó, bắp nổ rồi đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình mở nồi mình coi nữa, hai bắp nó nổ hết rồi, tức là mình đã đủ nhiệt độ, mình sẽ cho những hạt bắp còn lại vào các bạn nha. Đó, bây giờ vẫn còn một hạt chưa nổ, mình sẽ đợi hạt nó nổ luôn mình sẽ cho hạt bắp vào các bạn. Ok, và hai hạt đã nổ rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho những hạt còn lại vào luôn các bạn nha. Nhiệt độ lò nó đã nóng rồi các bạn, nó nồi nóng rồi đó, và mình cho vào mình sẽ chờ nó nổ một lượt khoảng cỡ 10-20 giây sau mình sẽ lắc nồi một lần, lắc hai khoảng
khoảng 2-3 lần là ok bạn nha, nó sẽ nổ gần hết luôn các bạn. Thì sẽ nổ khoảng cỡ 90%, thường sẽ có 50% còn sót lại thì cái đó là những hạt mà nó không có thể nổ các bạn nha. Có thể mình cũng không sao đâu các bạn. Trời luôn cả nhà ơi, đúng kìa, đã chưa đó. Bây giờ mình sẽ lắc lên cho nổ đều những cái hạt nào mà chưa nổ bạn nha. Đó, lắc lên nó mạnh các bạn, kiểu lắc một cú cá cọp á. Đó, mạnh lên, lắc xoay đều nó cho nổ hết. Đó, nổ nữa các bạn thấy chưa. Đó, nổ được nhóc luôn các bạn không, chỉ có tầm 50 gram mà nổ đầy nguyên cái nồi của giả bá luôn các bạn. Khủng khiếp chưa. Ok, rồi nổ đã gần như là hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước đường vào các bạn nha. Rồi mình sẽ lắc lên nữa và sau đó mình sẽ cho một phô mai vào là xong các bạn nha. Rồi mình thêm thức thôi. Rồi nó phun mai vào và tức là cả nhà ơi. Rồi các bạn cũng có thể lấy ra nồi thế là tô mình cũng có thể cho thêm phun mai nữa các bạn nha. Các bạn mà nào thích phun mai nhiều thì cho nhiều càng ngon các bạn nha. Xem ngon không kìa. Với đầy đủ topping phô mai béo béo, bơ thơm lừng, ăn vào là bốc nổ giòn giòn giá giá, thực sự ăn rất là ngon nha. Kèm một bộ phim tuyệt vời nữa là quá hay cả nhà ơi. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với bộ phim thích và món bắp rang bơ phô mai này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.